Rồi, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay Nhã đi tòa thánh Tây Ninh để đi tìm con khỉ đại ca, có nghĩa là khỉ lớn nhất ở trong rừng thiên nhiên đó vị, để ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Cảnh người ta đi xem khỉ này nọ nè, rất là vui vào buổi chiều ha. Không khí xung quanh tòa thánh Tây Ninh đây nè, nhìn thấy một cái con khỉ đại ca. Khỉ đại ca ở đây nè các bạn, ở trong khu rừng thiên nhiên ha, không biết nó đang làm cái gì đây. Các bạn thấy không, khỉ đại ca ở đây. Hai con này nè, cái con mập mập đó các bạn là khỉ đại ca nha. Mập mập là khỉ đại ca. Đó, để coi cái góc nào ha, nó nhìn ra ngoài đây đó là đẹp nhất luôn. Ghi hình cho các bạn xem. Qua đây đi. Đúng rồi, qua đây nhìn thấy nhung nhan của khỉ đại ca. Con này nè các bạn, đó, con này là khỉ đại ca ha. Đó, khỉ đại ca các bạn nhìn thấy không, nó nhìn ra ngoài đây ha, rất là dữ nha. Khỉ đại ca đúng rồi, con đó khỉ đại ca. Con này đại ca hả? Ừ, nó bự quá trời bự đó. Kéo ra đây. Đại ca. Đại ca. Đó, khỉ đại ca đó. Rồi, nó rất là bự luôn. Zoom lên cho các bạn xem. Quá bự. Khỉ này nó đẹp trai ha. Khỉ đại ca các bạn. Đẹp ha. Quá đẹp. Khỉ đại ca. Giống khỉ này đẹp ha, mặt nó nhìn nó rõ đẹp. Giống khỉ đại ca các bạn. Giống khỉ rất là đẹp. Đi ra ngoài dẫn nha. Ừ, khỉ đại ca. Để nha, dùm cận cảnh cho các bạn xem nha. Khỉ đại ca đây. Không có nào giống trống ha.
Quá đẹp các bạn ơi, khỉ đề ca. Ôi, có cái bóng đùi nữa kìa. Ôi, nó ngứa, nó gãy. Wow. Nó bự ghê các bạn. Tay chân này nọ, cái đuôi nó ha. Con này đứng lên nó đẹp lắm nè. Đúng là khỉ đà ca. Các bạn thấy không? Rất là bự luôn. Quá bự, quá bự. Đúng là hôm nay hên ha. Đi vô tòa thánh Tây Ninh gặp con khỉ đà ca ở đây, và ghi hình cho các bạn xem. Đi các bạn. Đó, nó đi. Ồ, nó bự quá ta. Má ơi, quá đẹp, quá đẹp. Các bạn thấy không? Khỉ đà ca. Đẹp ghê ha. Đây, đi hình con đại ca này cho các bạn xem, cái này đẹp quá nè. Khỉ đại ca. Khỉ đại ca đó. Đứng lên nó bự lắm. Đó, thấy không? Ồ, ồ, nó leo rồi các bạn. Wow. 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 Đại ca ra, đại ca ra. Ồ, ồ. À, ổng cho nó ăn. Đó. Những người rất là thương khỉ ha, cho khỉ ăn hàng ngày các bạn. Tên heo à? Khỉ đại ca quá chừng bự. Các bạn thấy không? Khỉ đại ca. Wow. Hồ nó ra nhiều rồi các bạn. Dữ ha, dữ dằn mấy con khỉ. Còn đây cho nó rõ. Đẹp quá. Chú này cho nó ăn. Ủa, nó tự lột chứ cút nó ăn luôn hả chú? À, nó ăn nó bỏ ra rồi mấy con. Mấy con chúa ăn trước đúng không? Ừ, cái gì vậy? Nó dí nhỏ hả? Má ơi, có gì ăn đâu mà nó dòi dí vậy? Đi lại chơi, đi ra ngoài, đi quanh kia. Đi ra ngoài sân cỏ đi. Con khỉ này nó mập, nó đẹp, ghê thật. Nó đang ăn.